Chào ông bà, cô chú, anh chị và các bạn đang xem video của Dương. Thì clip ngày hôm nay Dương lại tiếp tục lên đường thăm cái luồng bẫy này là 30 cái mà. Thì sớm không giấu gì các bạn là Dương đi cuốn 7 cái. Và Dương đã đặt lại 4 cái, còn 3 cái nữa. À, cuốn 7 cái dính được con rồi bà. Qua khu này bắt đầu Dương thăm tiếp. Được. 7 cái được con hoành cũng to lắm. Trời ơi, không dính luôn. Chuột còn sống luôn. Rồi, đầu video cũng cho Dương gửi lời chúc sức khỏe đến ông bà, cô chú, anh chị và các bạn nha. Làm cái gì làm mà có sức khỏe thì mình sẽ làm được nhiều việc hơn. Chứ không có sức khỏe là thua nha. Xong rồi. Cái chó nó gắn banh chành luôn trời. Chó tèo. Này chó tặc nha. Quá. Trời trời dính nữa. Cái bẫy này vẫn còn dính. Chính toàn có nhiều gì không? Chắc bệt da luôn à. Con thứ 10 hay mười mấy gì Dương cũng không nhớ nổi luôn nha bạn. Con này ba lạng. Gắn đèn nặng lắm. Hơn ba lạng luôn rồi. Đây thì còn gắn đầu tiên đây bạn. Gắn đầu tiên gắn màu đỏ. Con này cả 4 lạng rưỡi. Hai con này 8 lạng. Tầm cỡ đó. Ấu chuột ra luôn. Hai con. Cái bẫy này với cái bẫy nãy sát bên nhau luôn mà, cách nhau có 20 mét rồi. Ôi dính rồi. Con gắn hôn ngựa. Hai cái bẫy này dính phải nói là lịch sử luôn. Con này cũng được chứ không to lắm nha. Hơn nửa ký một chút. Ê càng. Ê chứ. Con người ta không đợi các bạn. Vô khu này Dương thăm 4 cái nha các bạn. Đem theo bá lập sĩ vua thôi. Cái đầu tiên. Cái mở không ta. Ô có bằng hồ dện. Được. Cái hồ dện mới dính luôn. Để lát Dương ra ngoài kia Dương mở bao bắt ra nha các bạn, vô thăm 4 cái.
chuột đa màn hình. Cái thứ ba của khu này nha các bạn. Trời ơi, hành con. Hình như còn chuột luôn bạn ơi. Rồi. Để thăm thêm cái nữa là dùng ra dùng bắt hổ dễn ra cho các bạn xem. Chuột banh thay bạn ơi. Để Dương chạy ra kia bắt hổ dệt như vậy. Anh em xem hổ dệt nó mới vô luôn. Nó dám mới vô sáng nay lắm ạ. Mình nó sáng giới luôn rồi. Ở ngoài nhìn nó sáng dữ lắm. Cái đầu của nó không miếng chạy luôn. Trên này cỡ tầm 6-7 lạng nha. Em xem cặn lại cái dương bỏ gắn này vô vỏ luôn nha. Con này chắc được 7 lạng luôn. Hới can sợ bạn luôn. Đã không? Chú còn sống luôn ba ơi. Phá cho nó bịt lúa và đặt lại đi. Ồ, có phần trắng mà. Hai mà phần trắng thì lạ vậy ta. Cái này khả năng hổ mèo hoặc hổ ngựa thôi chứ không phải là con trắng hoành nha. Thôi làm vô hổ mèo rồi bạn ơi. Ôi gì ta, hổ ngựa hay vậy? Hổ ngựa hay hổ mèo? Trời ơi, con hổ ngựa. Má ơi. Thì là tình duyên tính đâu con hổ mèo làm hết hồn rồi chứ mà. Trời ơi trời. Ồ, phải thấy cục phân ở trên đây là biết hổ ngựa rồi. Phân trắng trắng này nguy hiểm. Trời ơi trời. Tại vì khu vực đây là có hổ mèo nha các bạn. Hổ mèo là rắn độc. Rồi con này tầm khoảng nửa ký lô đến 6 lạng rồi bạn. Mới can xà beng. Trời ơi. Trả giá từ từ thiệt chứ. Trong cái lồng thì mình cầm thấy nó nặng tay quá. Nhưng mà ra bắt ra ngoài thì còn cỡ khoảng 4 lạng thôi. Nên là giờ lội qua mấy cái suối thâm.
nháo luôn. Dăng cái nắp ra ngoài luôn. Chết quớt luôn mọi người. Cái bẫy này đặt lát đá dàn lại cho nó cứng, thằng hàng khủng nó vô khọt không có xảy. Sao thấy cái bẫy chấm lỏng vậy trời. Chú còn sống luôn ba. Vì thế đây ngon nhưng mà Dương Thế Đồng Nghiệp đặt trước quá trời, thua luôn. Chưa kìa, thấy con chuột lú đầu ra các bạn ơi. Đầu ra thì dính nhanh chụp luôn. Dương quay cái bẫy này nữa rồi Dương chạy ra ngoài xe tắm anh quả nha các bạn. Rồi, quớt luôn. Chưa còn sống luôn mà. Đây là Dương tắm anh quả các bạn ơi. Bữa nay thì chuột cũng còn khá là nhiều. Mấy con mà con dền hai hành nhì với hai hổ ngựa thôi, hai tầm có khoảng 2,5-3 kg rồi cũng được. Rồi cho Dương xin kết thúc clip và gửi lời cảm ơn anh em đã xem hết clip của Dương nha. Bye bye.